Hình như là được rồi đúng không? Tôi nghĩ là tôi sẽ đi vào căn nhà này đi. Ôi mẹ mày, ôi trời ơi, tại sao vậy? Tại sao vậy? Ôi mẹ. Rồi, hello tất cả anh em. Đây là tựa game Project Zomboid, tựa game sinh tồn siêu khó, siêu hardcore anh em. Tôi đã biết tới con game này cũng lâu rồi, nhưng mà bởi vì nó chơi cũng khá khó, khá hạt khoai anh em, cho nên tôi ngại làm video, nhưng mà các anh em cũng đã comment kêu tôi chơi thử đi. Rồi thì ok, chịu ý anh em, mình sẽ vào chơi thử xem tôi sống được bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ trong tựa game siêu khó này nha. Ok, mình sẽ chơi mức Apocalypse luôn em. Và tôi có cài một vài cái mod, chỉ là chỉnh lại cái UI và thêm một vài cái đồ cho đẹp thôi. Rồi để xem, thì này tôi sẽ chơi thử Riverside. Ok, Riverside đi anh em, thị trấn bên sông nghe có vẻ khá hay. Nhân vật của tôi nghĩ là sẽ là vô công rồi nghề đi. Tôi sẽ học cái skill để xem đây anh em, lấy đồ nhanh nè, đọc bút, đọc sách nhanh nè, sau đó thì sẽ không cần ngủ quá nhiều, bỏ ngủ để có nhiều thời gian làm việc, nhiều việc hơn. Xong sau đó là còn hai bon là anh em, cho nên là tôi sẽ quất đại vô cái thời tiết đây ha. Rồi, hay là đi ban đêm đi, đúng rồi đấy, nhìn rõ ban đêm đi anh em. Ok. Rồi nhân vật thì cũng sẽ random thôi anh em, để xem có nhân vật nào đẹp trai xinh gái tí không. Tôi nghĩ là chơi nam đi anh em, nào giờ tôi chơi nữ. Nhìn ngon đấy. Được, play luôn. Ok, và cái gì thế này? Con què gì đấy? Nó đã đưa tôi vô một cái gì cái này anh em. Chết mẹ, bật đèn coi. Trời ơi, đưa tôi vô một cái quán rượu hay cái gì anh em ơi, tôi cứ tưởng là phải cho tôi vô một cái căn nhà chứ. Chết mẹ rồi, tôi chỉ mới sơ sơ biết cái cơ bản của con game này thôi mà nó đã mẹ. Tôi nghĩ là tôi lấy một cái ly nhựa theo plastic để có gì mình là uống nước nha anh em. Đâu, và còn gì nữa không? Well, dĩ nhiên sinh tồn thì mình không có đi qua được hết ta. Sinh tồn thì mình phải kiếm đồ ăn thức uống trước anh em. Hay lắm, kho tổng của nó nè. Bia can, từ từ cái, để xem có gì cái đã, hãy mang đi anh em. Bia bottle, cái này thì đồ ăn thức uống, nếu như được thì có thể ở đây cũng được đó anh em. Đồ ăn, tủ lạnh, tủ đông. Đâu còn gì nữa. Cigarette. Ồ, có cả gì nè anh em, lửa nè, diêm lửa nè. Hút thuốc lá cho nó đỡ chán anh em. Hút làm vài bao trước khi chết đúng không? Má toàn là rượu không. À, lighter, cái này cần lắm nè anh em. Tôi mang theo một ít đồ ăn để có gì ăn dặm khi ra ngoài nha anh em. Chết mẹ, cho con ăn trong con riết thì ăn dặm luôn mới khổ tôi chứ. Để tôi lục thùng rác thử xem. Lục thùng rác empty, nó có một cái chai rỗng hả? Không biết cái chai này có làm vũ khí được không ta? Equip primary đi. Đâu để tôi xem. Được đó anh em, có gì mình cầm mình đập nó cũng được mà. Ok. Trong đây thì để tôi xem. Đứng đây tì hí xem anh em. Nào, cửa nào ở đây không? Chỗ này hình như là một cái trung tâm mua sắm hay cái gì á đều ơi, thế mẹ rồi. Wow. Ôi nhưng mà cái này làm sao để tắt ta? Đây, tắt bớt đi. Hay lắm, kho nữa nè anh em. Dirty rack. Mấy cái mà băng keo này nọ hay là mấy cái dây bệnh đó anh em cũng cần lắm, cho nên tôi sẽ mang theo nha. Rip sheet nè, lấy luôn. Ok. Mấy cái này dùng để băng bó, hoặc là chí ít thì có thể dây bệnh hoặc là che mấy cái cửa sổ lại cũng được. Cigarette. Tôi thử làm một điếu thử xem anh em được không? Đang có hay lắm á, chưa gì đã nghiện ngập về thế này. Ok, làm một điếu lấy tinh thần mình đi ra khỏi đây xem có cái gì cái đã anh em. Không có một cái vũ khí nào. Bạn bia phải có một cái cơ chứ đúng không? Bây giờ thì mình phải đi đâu đây? Con game này mà sai một ly là đi mẹ ngàn dặm với anh em, không thấy Tết luôn ấy. Chỗ này chí ít thì nó cũng khá vắng chứ đúng không? Tôi sẽ đi thử xem. Có gì ở đây không? Vấn que. Bên đây có nhà cửa nè anh em. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi qua nhà cửa đi. Có hai căn nhà nè. Và con game thì tôi nghĩ tôi sẽ chết nhiều lần lắm em ơi, không sống được lâu đâu. Còn cái gì nữa? Chơi Apocalypse này nó kêu mình hãy lén lút, cho nên là ok,
Mình cứ từ từ thôi anh em. Ui chà, 1, 2, 3 zombie ở đằng xa anh em ơi. Bây giờ không có vũ khí tay không tất sắt thì sao mà đấm nó. Đây không phải nhà, mà đây là giặt ủi anh em ơi. À, căng ta. Và chỗ này như ở ngoài ô sao anh em ơi, gì đâu mà chẳng có dấu que. Chắc lát nữa phải đi lấy một ít đồ ăn và đi chỗ khác thôi. Rồi khỏi đây đi em, chỗ này đâu ở được. Ui con bé bị. Ý, ý, anh ơi đóng cửa lại, cô bé bè ve bày đè bày đè. Ừ con má sao anh Châu vậy trời, má làm hết hồn, đóng cửa lại liền. Hay quá. À tôi vô đúng ngay cái chỗ đồ ăn luôn tại anh em. Ờ uống trà hả, đây uống cà phê lấy hết. Và cái con game này cái quan trọng đó chính là cân nặng anh em. Mình mà mang nhiều quá thì má không có đánh đấm ăn uống gì được đâu. Đâu tôi ăn cái này đi, ăn hết luôn. Nên anh em mình ưu tiên mấy cái đồ ăn đóng hộp đi, mình có thể giữ được lâu hơn, không có bị hư, đúng không? Plastic bag đây. Ồ hình như tôi đem hơi bị nhiều rồi anh em ơi. Thôi má vô tri quá, tôi cũng không chưa hiểu lắm anh em, mới chơi mà cũng chưa hiểu cái bao ni lông này, cái cách sử dụng nó như thế nào nữa. Cho nên là ok, ở đây thì cũng khá ổn rồi đấy anh em. Trên thằng zombie này nó có gì không? Thằng zombie này nó có cái đồng hồ nè anh em. Đây lấy luôn, để biết thời gian chứ. Ok, grab. Ủa lộn, phải wear chứ, đúng rồi, bỏ qua tay trái. Ok, có một cái đồng hồ anh em. Để xem mình sống được bao lâu. Ồ, cẩn thận nha. Tôi vô ngay tìm trái cây, có tiền rồi anh em. Không biết để làm gì. Chocolate chip hả? Ăn luôn. À mà tôi đeo đồng hồ vô anh em, là thấy góc bên phải là nó có cái đồng hồ, là hiển thị đồng hồ nè anh em. Ok luôn. Đâu để xem đây có gì không? Có tool có gì không? Đúng là kẹo không. Ok, cái chỗ này có thể sau này mình trở lại để mà loot đó anh em. À có sữa đây. Hay lắm, tôi uống đi anh em. Biết cứ uống, ăn uống, thấy gì ăn uống đi. Có đâu biết đâu đây là những món đồ ăn cuối cùng mà mình bỏ vô bụng của mình thì sao. Ô và như tôi đã lên tới 14 cân nặng rồi anh em. Nói chung là con game này còn nhiều thứ tôi chưa biết lắm. Anh em nào thấy tôi chơi như thế nào cứ chỉ, cứ comment chỉ nha. Ok, chỗ này thì đồ ăn anh em. Nếu vậy thì tôi để tôi xem, mình sẽ đánh dấu nha. Ví dụ như cái chỗ nào đồ ăn hả? À phải có cây bút anh em ơi. Phải có một cây bút thì mới có thể đánh dấu được. Ok, để sau. Vậy thì bây giờ tao để tôi xem bên kia đường thì sao. Nó cũng là một cái gì á, chỗ này giống như một cái khu trung tâm phức hợp mua sắm á anh em. À, mở cửa đi. Từ nha. Một ok, cũng khá vắng vẻ cái chỗ này anh em. Đâu nếu được thì ra xưởng này luôn. À thôi kệ bà đi. Không, chắc để xử luôn đi anh em. Bởi vì để một lát nữa nó mà mò tới gây tiếng động nữa. Chết bà mày với tao. Mày... Ủa? À quên, phải có con dao. Chết. Mày nè xuống cho tao. Cút mày. Rồi, hay lắm. Đâu để xem ở đây có gì nha. Well, cũng là... À có quần áo trong đó kìa anh em. Nhưng mà không mở được cửa à. Mình mà gây tiếng động thì cũng hơi mệt đó anh em. Tôi chết. Đằng có một đám lâu la. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi tà qua đây đi. Đây có gì không? Grab bay back. Không có gì hết. Mấy ơi nó khóa cửa hết rồi. Tôi mà làm động quá thì hơi mệt đó anh em. Nào, có cái cửa nào mở được không? Hay lắm, có cái cửa này mở được nè anh em. Trong đây thì có gì đây? Soda water bottle. Trong đây thì cũng có khá nhiều thứ nè anh em. How retro well với cái đồ để và làm vườn. Garden so farming skill book này. Má gì mà nặng quá. Cái mà tôi cần đó là vũ khí anh em. Có một cái video game bên này hay lắm. À, kitchen knife hay lắm. À... đây bỏ vô anh em, bỏ vô liền.
Secondary, ok, được chưa? Khá ngon, có dao rồi anh em, tôi tự tin hẳn nha. Ê, vô đây coi như là có cái gì ăn uống được thì tôi ăn uống liền luôn anh em, không có để phí. Và không biết là nếu như ăn uống nhiều quá mình có bị bệnh gì không anh em. Tôi cũng tôi không không chưa rành lắm. Để xem sức khỏe như thế nào. Tôi sợ ăn uống nhiều quá mình sẽ bị mập địch anh em. Zombie dí chạy không nổi. Ok, chỗ này thì cũng khá ổn. Bây giờ thì xem tôi nghĩ là chắc mình phải mặc một vài cái áo vô đi. Đi anh em ơi, chứ không thôi là sẽ bị lạnh mất. Đây, cái áo này được nè anh em, mod Rita, cái áo này một cái áo mod cộng 10 bay cộng 10 scratch được đấy, tôi sẽ mặc nó vô đi anh em. Ok, được đấy anh em, cái áo này là cái áo mod nè, nhìn giống sinh tồn lắm. Đâu để xem còn cái áo nào nó ngon hơn nữa không. Có những cái áo cũng đẹp nhưng mà nó phòng thủ yếu quá cho nên là tôi cũng chẳng lấy. Rồi, tôi nghĩ là được cái áo này cũng khá ổn. Well, cái chỗ này nè anh em, thì thật sự thì nói ra thì nó cũng ok đấy, cái map cũng khá rộng. Bây giờ mà mình muốn đi đâu thì cũng khó khăn lắm bởi vì có xe, nhưng mà skill và đồ đạc này nọ thì tôi sẽ cần lâu mới có đem, cho nên chắc tôi nghĩ là mượn tạm cái chỗ này đi, mình làm nhà đi anh em. Tôi sẽ bắt đầu ba lê này nọ, chắn mấy cái cửa này lại hết không, tại vì nó có đồ ăn sẵn đây mà, không cần phải lo, chỉ việc đi vòng vòng vũ khí thôi ha. Và với lại cái chỗ này xung quanh nó cũng khá vắng zombie anh em, cho nên là không cần phải sợ tụi nó mò tới ha. À, và ở đây nó có cái luôn cả cái bản đồ nè anh em. Đâu rồi, mất tiêu rồi. Đây cái bản đồ của Westbourne nè. Nếu vậy thì ok, tôi sẽ đâu mình đọc xem. Ai chà, đây rồi anh em. Tôi đang ở đâu đây? À, tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa anh em, nhưng mà để xem những cái điểm mà có màu như thế này là những nơi quan trọng để mình có thể đi loot đúng không. Ok rồi, nói vậy thì tôi sẽ bắt đầu đây, cất bớt lại hết đi anh em, cất hết tất cả những cái đồ nãy tôi định đi loot về, nhưng mà thôi vì nếu mình đã quyết định ở đây thì mình cất lại cho chống tới đồ tí ha. Đâu nói vậy thì mình thử đi khám phá thử xem anh em, bởi vì cái map nãy tôi tìm thấy hóa ra nó chỉ là một phần nhỏ ở cái chỗ này thôi anh em ơi. Ôi bè, sao cái map rộng vậy, tôi bè tôi cũng không hiểu nữa. Thôi cả, nếu vậy thì mình cứ đi xung quanh thử xem có gì anh em. Chỗ này hình như vắng rồi anh em, chẳng còn gì sao ấy, lâu đâu còn cái cho đây. Trong tập đầu thì tôi nghĩ thì khám phá xung quanh thôi anh em, cho nên là tôi sẽ đi vô cái giặt ủi này xem nó có cái gì nha. Wow, đâu nhưng mà tôi muốn check thử xem mấy cái xe này anh em, xem nó như thế nào, sửa như thế nào. Vehicle mechanic, đâu xem. Wow, hình như mình có thể lái được cái sao anh em đúng không? Nó nào nó cũng màu xanh hết này, chỉ có cái front seat thì nó hơi bị cái gì thôi à. Wow, má ơi nhiều thứ quá à. À, bị dội quá anh em, đúng là một con game hạt co. Well, nếu vậy muốn cho an toàn tôi nghĩ là tôi sẽ lại tôi xử cái đám zombie này quá anh em. Ok ha, để cho chống cái chỗ này luôn thì có gì sau này mình dễ làm việc. Ok, tới đây đi các bạn. Yuhu, từ từ phải dụ từng đứa thôi, má đừng có tới đông quá. Đây tôi đang có dao anh em, tôi lại tôi chơi tôi sẽ assassin nó xem. Mà chưa gì nó đã thấy tôi rồi, mấy đứa kia chưa thấy. Ok, tôi nghĩ là dụ từng đứa ra đi anh em ơi, mới đầu chơi mẹ chưa biết gì hết cho nên là đừng có hổ báo mà ra đây. Giữa còn mấy đứa thằng kia chết. Mày đè té cho cưng, mày đè ui rồi chết mày, chết mày nè con, nhớ cái đó. Ui thôi chết con mẹ, ui mém chết tôi chết, hên quá tôi có cái áo xịn anh em. Mày sao có ngay đầu má ơi, mém chết với nó rồi. Wow, đâu có gì không? Có silvering, ok cho xin chiếc nhẫn luôn. Ê, còn gì nữa? Pen red có cả, nó có dây chuyền kìa anh em. Từ từ nha, mình tới đây, chết bà mày thật con. Mẹ nội, cái mà đánh lộn trong cái con game này thì cũng thấy khó rồi anh em. Đâu rồi con này, hồi nãy nó có cái ok, tao đeo luôn, đeo dây chuyền vô đeo. Silver bangle, có một cái pen nè,
Ok, có gì mình đem về mình viết chữ luôn cũng được á anh em. Đem về mình đánh dấu cái map của mình cũng được đấy. Còn hai đứa ok chơi. Bây giờ tôi vẫn chưa quen được cái cơ chế đấm lộn trong con game này anh em ơi. Nó cứ tù tù kiểu gì á. Ok, đào chặt thử xem. Mày đây, xô mày té nè. Đây. Ồ. Bắn cái đầu rồi sao nữa thằng kia. Lại đây mày. Ở này là một chị gái mà mẹ hai cái vú ta vậy mà. Ủa sao ta thằng này không té. Giỡn cái mặt. Mà cái chủ đánh đấm này anh em nào có kinh nghiệm chỉ tôi ra chứ tôi cũng mù mờ quá anh em ơi. Wow. Đó để tôi xem, nếu vậy mình thử đi về phía này thử xem anh em. Đây nó có cái chỗ này nó mở được cái map nè, cho nên là ok mình đi thử xuống đây xem. Mặc dù tôi cũng không biết là nó có nhà cửa gì không nữa. Cái con game này nó vô định anh em, nó không có cái mục tiêu mà mình chỉ làm sao mình loot đồ, mình sinh sống được bao nhiêu ngày thôi. Wow, tôi nghĩ là đi kiếm vật liệu, đồ ăn nè nọ, kiếm thêm vũ khí và vật liệu về xây nhà quá ha. Hoặc là phải kiếm một cái chỗ nào cao cao để ở anh em ơi. Có tầng ấy thì nó mới đỡ ha. Tạm thời thì ở trong cái siêu thị này thôi. Ok, tôi nghĩ chỗ này mình đi nhanh tí thì chắc cũng không sao đâu. Wow, nó ở chỗ này sao động không mong bệnh không vậy? Có một căn nhà của ai nè anh em, hay lắm. Ok, chết mẹ bị thấy rồi. Chạy luôn. Wow, từ từ bạn. Mày đè vô. Má thằng này lực điền quá anh em ơi. Thằng này tập tạ đẩy nó khó quá. Giờ cái mặt hả bậy. Và đúng là ban đêm cho nên là nhìn nó bị mờ mờ hơn, không thấy gì rõ lắm anh em à. Tôi không biết làm sao để tạm thời tắt cái loot này đi anh em. Sao nó cứ bự bự như thế này, nếu như mà bấm ít thì nó mất luôn. Wow. Đâu để tắt tạm thời đi. Đâu để xem có đứa nào ở đây không. À tôi đã bắt đầu vô khu dân cư nè anh em. Ok mình xác định được vị trí xung quanh. Bây giờ mình vô vô căn nhà này thử xem. Mẹ nó khóa cửa rồi anh em ơi. À đẩy cửa vô được nè, hay lắm. Quần quay gì đây? Ủa cái này làm sao để vô, tôi quên mất rồi. Climb through đây. Má nhiều. Ở đây có tivi là anh em, hay lắm. Cooking có khi mình có cả đồ ăn đây, chỗ nấu nướng, tủ lạnh, tivi, có khi mình ra đây ở cũng được. Đồ nấu ăn cũng khá nhiều là anh em. Can opener hay lắm. Tôi quên. Ui chết. Có tiếng zoom nha anh em, tôi nghe tiếng nó rồi. Nó ở đâu vậy ta? Tôi nghe tôi sẽ mở cái thằng này đi. Open can food đi anh em, xong mình ăn. Đúng không? Làm sao biết cái nào mình mở, để nào mình ăn. À cái này là open nè đúng không? Eat all, đây tao ăn cái tao vô tao xử mày. Tôi không biết là nó đang ở đâu nữa anh em. Wow. Mở cửa này xem. Cái này làm sao để gì ta? Lén lút anh em. Mày vậy mày? Mày nè. Chết bà rồi, tôi quên cái nút chơi lén lút đánh đằng sau nó như thế nào anh em ơi, má ngu ngục quá. Ok để từ từ má lát coi tutorial lại nha. Tôi quên cái mất cái nút mẹ này. À đây là anh chủ nhà anh em, và chìa khóa của ảnh đây này, má khổ vậy. Ok chị em xin nha. Rồi mình qua nhà kế tiếp thử xem anh em. Kiếm được căn nhà nào gần ngay đây thì cũng khá ổn ha. Một đám ngay đây à. Chà. Bây giờ đã là 10 giờ, tôi sống được một ngày rồi á anh em. Chọt mày nè. Giỡn cái mặt. Ngay đầu với bạn. Ê má hết hồn. Tao đang coi đồ tự nhiên đâu ra vậy. Từ từ gái. Đây mấy con này ốm nhồm nhách nè anh em. Đẩy cái ngã rồi. 4 hit mới chết. Cửa này mở cái một. Tôi chết con mẹ rồi. Có báo động anh em ơi. Trời thôi xong. Làm sao tắt. Mẹ nó.
chơi mất dạy, tôi nghĩ là tôi phải thoát ra khỏi căn nhà thôi anh em ơi. Mệt quá, xung quanh đây không có ai à. Nhưng mà làm sao tắt? Tôi nghĩ là tôi nên rời khỏi đây đi anh em ơi. Wow, má căng quá. Một bắt đầu đông. Ui chết con bé. Ui rồi thôi, rồi. Well, tôi nghĩ là mình đi bộ từ từ đi anh em, đừng chạy. Yeah, tự nhiên chơi gu bé bò vô trong con gà đó, khổ chết bà rồi. Ê, đông quá. Mà có vẻ đây là kết thúc của tôi chăng anh em. Nào cố sống tới 12 giờ đi anh em. À, tôi nghĩ là chắc phải kiếm cái chỗ nào đó để mà không cho nó nhìn thấy mình đi anh em ơi. Tôi sẽ đi trốn xuống mấy căn nhà này thôi, bởi vì nếu mình cứ chạy hoài như vậy thì nó sẽ thấy mình đấy. Cho nên là tôi đi vô căn nhà cái tôi đóng cửa lại, xong mình đi ra phía này đi anh em. Ô tôi nhớ đây có một cái chỗ gì mà tôi chết con mẹ rồi. Đóng cửa lại. Ok tôi sẽ đi ra phía sau rồi đi. Rồi đóng cửa lại. Ok rồi, tôi nghĩ là khá ổn rồi đó anh em. Leo rào qua. Ok được không, được không? Nó có một cái cơ chế để thoát đó anh em, nhưng mà hình như là được rồi đó anh em ơi. Hình như là được rồi đúng không? Tôi nghĩ là tôi sẽ đi vào căn nhà này đi. Ôi mẹ mày, trời. Ui trời ơi, tại sao vậy? Ui mẹ. Đánh vỏ dừa, gặp vỏ dừa à. Ui. Mày. Thằng này chưa chịu chết nữa. Cô bẻ mày nè. Mày nè. Ủa gì vậy? Đạp vào ông chú anh em. Mẹ, dậm mày nè. Mày đè. Ôi ôi. Ủa? Sao chỗ này bây giờ lại có zombie? Cái chỗ này. Ôi đi, sao lạ kì anh em. À, hồi nãy tôi đi tôi quên đóng cửa đúng không? Đóng cửa lại cái đã, tắt cái đèn luôn đi anh em ơi. Đừng cho nó vô, mày không thấy tao đâu. Mới chưa bao giờ tôi chơi một con game nào mà sợ mỗi một con zombie như vậy luôn á anh em. Con này thì từ đi. Tôi sợ ra má tụi nó lại vô cái đám nữa thì khổ. Tôi cố thủ ngay đây anh em. Đây là một ông cảnh sát trưởng để xem có gì không. Đâu xem cái xác này sao anh em. Weapon hay lắm. Tao grab luôn. Bullet đi booty su. Key lấy luôn, grab. Ồ đạn là anh em, M9 magazine nè. Cũng được quá chứ. Lấy luôn. Đấy, ngon lành nha. Má thấy ghê quá, phải làm một miếng bia cho coi như là máu chó thêm tí cho anh em. À, mệt ghê con game này. Well, bây giờ đã qua một ngày, tôi sống sót được một ngày vậy đó anh em. Thì nếu như mà... Ui chà, tôi đứng ngoài kìa. Nếu như mà tôi là đi ra ngoài giờ này, đang bị tụi nó truy đuổi thì cũng hơi ghê. Cho nên là chắc thôi tôi nghĩ là tôi sẽ ở trong này cho tới sáng quá anh em ơi. Và để xem có cái gì để mà mình giết thời gian không. Bây giờ đó là trời tối anh em, đi ra ngoài cũng hơi ghê. Tôi không sợ là mở cửa ra là tụi nó sẽ tới quá. Bây giờ nếu vậy thì sao? Wow, hơi ghê quá. Tôi nghĩ là mình sẽ đi giết thời gian đi anh em ơi. Kiếm một cuốn sách nào đó để đọc qua ngày, đúng không? Đi ban đêm dưới này thì thôi, mình lén lút thôi anh em ơi. Đừng có má ngu ngáo ngáo ngơ. Ui có mẹ đó. Mẹ mày. Mày hả con chó? Mày hả con vịt? Mày hả con gà? Cha, tôi bị nó cắn trúng rồi anh em ơi. Shit. Ủa chết mẹ nó trong đây này. Thôi crowd làm gì nữa. Mày đi ra chỗ khác. Ủa mà tôi bị sắp biến thành zombie rồi sao vậy anh em? À tôi buồn ngủ à. Bandit require. Chết mẹ ngu lộn rồi. Hồi nãy tự nhiên về. Thôi ban đêm thì đừng đi ra anh em ơi. Nói thẳng mẹ nó vậy cho vuông.
Ui, ui, ui. Ngu rồi, ăn tức rồi. Ê ê ê, mày đừng có đóng tao lại chứ. Con bé bé a! À, chết bé rồi. Má, đây là những giờ phút cuối cùng của tôi rồi anh em ơi. Con bé. Thôi, nếu vậy đã không còn gì nữa thì mình chơi luôn chứ sao. Tôi đang bật đèn để đem đây xà là coi như là tử tủ luôn. Má, em đi trước đây. Ok, đánh nhau tại quán rượu rồi anh em ơi. Thực ra tôi sẽ xài mấy cái quăng để băng bó đỡ lại đi anh em ơi, chứ má nó chảy máu thì ghê quá. Được chưa? Ok, bandage rồi. Ok, má khỏe quá. Shit, nó vô được rồi kìa anh em. Kìa, chỉ ở đây luôn đi. Mày nè, ăn cái gậy của anh mày đi. Mày nè. Ồ, ít sao nữa, sao nữa. Ôi dạ. Cô bé bì, cô bé bì, cô bé bì. Má phải đập, đạp cho chết luôn. Ủa con này chưa chết anh em, sao kỳ vậy. Má mày, mày đạp cái đầu mày nè. Ủa, má gì ghê vậy? Ý, bạn ơi, ngay cái đầu. Ô, vậy cuối cùng làm sao để cho nó chết? Thật bên em, má mày. Ý. Ý. Hình như là phải đạp cái đầu hay sao ấy. Ôi da. Ai chà. Ui chà, ui chà. Chết mẹ, đông quá. Ô, tôi nghĩ là mình nên chạy một vòng. Chết ba, chết ba, chết ba. Chết 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 chết. Tôi nghĩ là ra ngoài sẽ dụ thêm anh em, cho nên là chắc thôi mình đứng trong đây mình đánh thôi. Ui 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 rồi thôi xong. Ok, và đó là những gì sống được 17 tiếng anh em cô. Ba nó khổ. Rồi ok anh em ơi, con game siêu khó quá. Anh em cho ý kiến nha. Nói chung là lúc đầu chơi về kinh nghiệm còn ít quá cho nên là mẹ. Chết xong 17 tiếng không được một ngày nữa. Ok, hẹn gặp anh em để xem. Anh em để ý kiến thì tôi muốn tiếp tục chơi ông nha anh em. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại nha.